Trong thời đại công nghệ hiện nay, rác điện tử trở thành một vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người. Tuy nhiên, tại một góc nhìn khác, những linh kiện điện tử đã qua sử dụng lại trở thành nguồn cảm hứng cho sự sáng tạo và những sản phẩm độc đáo. Một ví dụ điển hình là máy hát tái chế từ linh kiện điện tử, nơi sự sáng tạo và âm nhạc cùng hội tụ. Sẽ không quá khó khăn để bạn có được những trải nghiệm riêng với một chiếc máy hát được trưng bày trong không gian triển lãm Âm Vang Ký Ức Phố Xương cùng những người bạn trẻ. Đặc biệt, họ chính là chủ nhân đã tạo nên các sản phẩm độc đáo này. Mình cảm thấy rất là tiếc với những cái gì mà còn hoạt động rất là tốt và có giá trị mà lại bị vứt đi. Bởi vì mình mong muốn là cái sản phẩm của mình là nó phải thật sự là sáng tạo. Bởi vì chỉ có sáng tạo mới đem lại giá trị thôi. Cái thứ hai nữa là mình muốn là mỗi sản phẩm đó nó mang một cái dấu ấn cá nhân riêng. Thì cái việc ký họa lên những chiếc máy này thì nó đảm bảo được cái điều đó. Với là một vấn đề nữa là vừa rồi thì mình thấy có một buổi công nhận thành phố sáng tạo và âm nhạc. Thì cái điều đó rất là phù hợp với lại cái máy này, là vừa có sáng tạo, tái tạo, âm nhạc và có cả dấu ấn riêng nữa. Thì các bạn ký họa bên mình thì chọn những cái khung cảnh hoặc là những cái nhân vật mang lại rất là nhiều cái giá trị âm nhạc cho Đà Lạt. Ví dụ như là Cà Phê Tùng hoặc là cái nơi thường xuyên tổ chức những concert là trường Cao đẳng Sư phạm, rồi nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Lưu Văn Phương. Thì đó là những gọi là những dấu ấn đặc trưng về âm nhạc ở Đà Lạt này, thì mình cũng đưa ký họa nó vô đây để hình thành nên cái sự sáng tạo và âm nhạc theo đúng cái chủ đề mà thành phố Đà Lạt vừa mới được UNESCO công nhận. Nếu như trước đây, các sản phẩm máy hát công nghiệp đã mang đến cho người nghe những câu chuyện âm nhạc hiện đại, mới mẻ, thì với các dòng máy hát được thiết kế và sản xuất hoàn toàn thủ công, sẽ gần như đưa bạn đến với không gian của những sắc màu âm nhạc rất đổi gần gũi và bình dị. Với việc sử dụng linh kiện điện tử đã qua sử dụng, từ xe hơi cũ và TV lỗi thời, máy hát tái chế không chỉ mang lại giá trị âm nhạc và sự sáng tạo, mà còn đóng góp vào việc bảo vệ môi trường, xây dựng một tương lai bền vững. Cái sản phẩm này nó không hẳn chỉ là vấn đề kỹ thuật và âm thanh đâu, mà nó là cả một cái quá trình, một cái tư duy giữa một cái sản phẩm mà vừa gỗ nè, vừa thiên nhiên nè, nó có những cái mềm mại nhưng nó lại đi vào một cái phần khác mà thế giới đang quan tâm rất nhiều, là gì? Là rác thải điện tử. Có bao nhiêu trăm triệu chiếc xe và những cái linh kiện nó sẽ trôi dạt ở đâu đó ha. Thì đây là một cái nó vừa đem lại từ quá khứ và hiện tại và tương lai. Và đối với tôi là cái ý kiến đó cực kỳ hay và nó rất phù hợp với lại một cái thành phố như là Đà Lạt, nơi mà nó có thiên nhiên và văn hóa và tất cả những cái đó. Không gian ở đây thì thấy rất là hoài cổ và rất là hợp với Đà Lạt. Và đặc biệt là những cái máy mà tái chế thì nó cũng đã mang lại một cái cảm giác cũ kỹ rồi, nhưng mà thật sự là cảm giác là ấm áp. Và đặc biệt là những cái bản ký họa mà được vẽ lên những cái phần vải của loa thì nó mang cho tôi cái cảm giác rất là hoài niệm. Máy hát tái chế không chỉ là một sản phẩm âm nhạc hoàn hảo mà còn tạo ra một không gian đa dạng, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới trẻ. Với việc kết hợp giữa âm thanh hoàn hảo và thiết kế hiện đại, máy hát tái chế đã trở thành một sản phẩm hấp dẫn cho những người yêu âm nhạc và cái đẹp. Máy hát tái chế từ linh kiện điện tử là một ví dụ sáng tạo về việc sử dụng lại các sản phẩm đã qua sử dụng để tạo ra những tác phẩm âm nhạc độc đáo. Đồng thời, đó cũng là một minh chứng cho giá trị của việc tái chế trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng một tương lai bền vững, góp phần cùng nhau xây dựng một hành tinh tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai. Gió núi bay qua, lao sao bụi bờ, lao sao bờ mơ.